mời mẹo làm tóc mọi cô gái nên biết. Bạn đang định thay đổi diện mạo của mình, bắt đầu từ tóc nào? Đón xem tổ hợp các mẹo làm tóc Tết tóc. Nếu tóc của bạn trông bết nhưng không có lúc nào để gội, đừng lo, cùng thử công thức phổ biến trên mạng để biến tóc của bạn sạch sẽ trong vài phút. Chúng ta cần bột phấn theo, bột mì hoặc bột ngũ cốc, sử dụng bất kỳ loại nào bạn có. Dùng cọ dẹt để phủ lên tóc. Dùng tay massage tóc bằng loại dầu gội tự chế này. Nếu bạn thấy chưa đủ thì cho thêm. Tóc bạn chuyển sang màu xám, thêm một chút nữa. Ôi, nhìn tôi như một miếng bột. Tin tốt là chẳng có ai phát hiện ra mái tóc bết nhờn của tôi. Tin xấu là tôi vẫn sẽ phải đi gội đầu và làm sạch quần áo của mình nữa. Bạn thấy mệt khi cứ phải buông xõa tóc, dùng kéo đi. Không đồng ý à, bạn vẫn thích mái tóc dài của mình phải không nào? Thử để kiểu tóc hình bánh ngọt nha. Cố định tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Để buông tóc mái, có thể dừng ở đây không? Không, chúng tôi muốn tạo ra thứ gì đó mới mẻ mà vẫn đẹp. Lấy hai miếng búi tóc, một lớn và một nhỏ. Cho đuôi tóc qua một chiếc búi đu nết. Chia làm hai. Rải đều một nửa tóc theo hình đu nết. Lấy nịt buộc chặt tóc lại. Quấn tóc xung quanh miếng búi tóc. Cố định lại bằng ghim tóc. Phủ búi tóc bằng nửa tóc thứ hai còn lại. Đặt chiếc búi tóc nhỏ hơn lên trên. Đừng để người mẫu của bạn ngủ mất hoặc làm đổ đu nết tầng. Cố định miếng đu nết nhỏ bằng ghim tóc, cuốn miếng vải màu xung quanh búi tóc. Cố định bằng ghim tóc. Khi làm tóc xong, bạn thấy băn khoăn về vải buộc tóc. Làm sao để gắn nó lên tóc mà không khiến cho cô ấy trông giống người hầu gái? Chúng tôi có ý này, gấp miếng giấy màu trông giống đàn xếp. Nhìn giống một giấy lót bánh. Cuộn nó xung quanh búi tóc. Hoàn hảo. Vấn đề duy nhất là mấy sợi tóc nhỏ khiến mái tóc trông thật lởm chởm. Phải không có tóc con xung quanh chiếc bánh chứ? Có một mẹo nhỏ đây. Lấy keo xịt tóc và bàn chải đánh răng. Xịt bàn chải rồi chải lên tóc. Đơn giản mà. Tóc phẳng xuống rồi và mái tóc trông không giống cây bồ công anh nữa. Thêm quả cherry lên chiếc bánh. Giờ thì có thể trình diễn rồi. Bạn có thể diễn một vở hài kịch tên là Cuộc đời chiếc bánh ngọt. Không có giới hạn cho sự hoàn hảo. Trong khi cô ấy đang bận sửa sang lại mái tóc sao cho giống món bánh tráng miệng, thì cho thêm kem lên. Kèo vuốt tóc có bọt sẽ bắt chước giống như hệt. Trang trí bằng quả cherry và bông đường. Trông ngon đó. Nhưng cô ấy lại không vui với ý tưởng này. Ồ, sẽ chẳng ai có thể hiểu được ý tưởng của nhà tạo mẫu tóc. Ý tưởng của bạn đi trước thời đại. Nếu cô ấy không thích bánh nước phủ kem, thì liệu cô ấy sẽ thích tóc nhuộm hay không? Đó là một xu hướng mới. Cho thêm nhiều nước vào trộn với một ít màu bột. Đổ nó vào lọ xịt tóc đã dùng hết. Cô ấy xịt tóc và có được tóc có màu ánh xanh. Cô ấy có thể dễ dàng biến thành một yêu tinh tóc xanh và tham gia lễ hội hóa trang. Bạn biết đó, một trò đùa hay là chỉ có một chút đùa giỡn thôi. Nếu phấn màu làm dính màu lên tay khi vẽ lên giấy, thì bạn có thể dùng nó để tô màu tóc, cùng tạo một kiểu tóc bằng đồ dùng học tập. Ý tưởng này khó mà thực hiện nếu không có một bí quyết. Làm với tóc ướt. Nếu tóc ướt thì màu sẽ dễ bám hơn và bám được lâu hơn. Chọn màu và chà thanh màu vào sợi tóc. Bạn sẽ có một màu tóc sáng và đều. Chải tóc và dùng máy là để cố định màu trên tóc. Dùng một màu khác cho phần tóc khác. Bạn sẽ chính là nhà tạo mẫu tóc cho mình. Chọn bất kỳ màu nào mà bạn muốn. Đây là một mẹo để tạo ra kiểu tóc xu hướng nhanh chóng và dễ dàng. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian để đi đến tiệm làm tóc. Sẽ chẳng mất đồng nào cả. Tóc bạn thiếu độ bóng và sáng. Thay đổi nó ngay thôi nào. Rắc một ít hạt ống ánh lên đuôi tóc. Chưa thấy gì, sợi tóc vẫn thế, chẳng bóng sáng như mặt bạn. Thật tuyệt là có một chuyên gia làm tóc đây.
cô ấy có một sản phẩm tạo mẫu tóc khiến cho mái tóc của bạn tỏa sáng. Cho một ít gel tóc vào một cái cốc, đổ thật nhiều hạt ống ánh vào, trộn lên. Hãy xem điều kỳ diệu đây. Chẳng có gì khó cả. Túm tóc đằng trước thành kiểu đuôi ngựa, tết tóc kiểu Pháp. Từ từ lấy thêm các sợi tóc vào bệnh, kéo phần bím tóc ra một chút để tạo độ to hơn. Cô ấy không thể nhìn thấy kiểu tóc xinh đẹp này của mình. Chế ngự hai bên rìa tóc bằng gel. Giờ mới là bước hay ho nhất. Thêm chút màu sắc cho mái tóc. Phết gel ống ánh lên sợi tóc mé hai bên. Cho một dải màu xanh ở giữa hai dải màu hồng. Nhìn trông thật sặc sỡ. Trang điểm theo cùng chủ đề. Dính những ngôi sao và tô son màu xanh. Để kiểu tóc này cho dịp Giáng sinh. Họ gọi cho bạn để mời bạn đến tham dự bữa tiệc tuyệt vời nhất ở trong thành phố. Tuyệt, tôi sẽ đến. Nhưng vấn đề là không còn thời gian để chuẩn bị. Và tôi chẳng biết phải làm tóc như thế nào. Bạn có gì trong tay nào? À ha, kẹp tóc nhiều màu. Thử xem nào. Ồ, trông giống quỷ hơn. Bạn có muốn thử kiểu phong cách tóc bồng hay không? Tóc đánh rồi sẽ trông như một cái mũ vậy. Vậy kiểu này thì sao? Giống kiểu có cây cọ mọc trên đầu. Chúng tôi có một ý tưởng thông minh và đơn giản. Tết tóc mái. Tết một ít tóc. Buộc lại bằng dây nịt. Dùng ghim tăm để làm lỏng bím tóc. Luồn một bím tóc mái qua đó. Lặp lại với những bím tóc khác. Tương tự như vậy. Lại luồn một vài bím tóc mái nữa qua. Bạn sẽ có một kiểu tóc nổi bật chỉ trong vài phút và đến lúc tham gia bữa tiệc rồi. Làm sao thay đổi kiểu tóc chán ngắt này? Thêm chút màu sắc vào. Đoạn tóc giả màu ombre được đấy. Gắn tóc giả vào như nào? Mình cần trợ giúp. Này, có ai không? Giúp tôi với. Chuyên gia làm tóc đến ngay sau đó. Cô ấy nghĩ là cần có keo dán. Ôi, đùa đấy. Được rồi, để cao sang một bên cho ai bị mất tóc. Thắt sợi tóc này vào theo cách bình thường thôi. Chia làm hai phần. Kẹp một phần lại để không bị vướng víu khi làm. Lấy ra một ít tóc phía đằng trước, để buông ở đó. Lấy một phần tóc phụ khác, cột tóc giả lại với phần tóc đó và cầm nó ở trong tay. Lấy phần tóc của bạn buông ở phía trước, lấy một nhánh và tết lại với tóc giả. Cách này dễ hơn. Bắt đầu bệnh tóc kiểu Pháp từ phía trên. Thêm một vài nhánh tóc nữa. Khi bím tóc giả được tết theo kiểu Pháp, tiếp tục tết tóc. Thêm phần tóc bên trái và bên phải vào bệnh. Nhẹ nhàng kéo bím tóc để trông được to hơn. Tết tóc kiểu Pháp cho nửa tóc bên kia. Bệnh tóc thật với tóc giả theo cách tương tự vừa rồi. Đuôi sam tóc của bạn trông giống như nữ hoàng kỳ lân vậy. Trang điểm phần môi và nhấn mắt. Trông bạn thật lộng lẫy. Kiểu tóc và kiểu trang điểm tuyệt đẹp này sẽ khiến bạn khó mà quên được tại bữa tiệc. Nếu bạn vừa mới gội đầu, đừng vội làm khô tóc. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một mẹo để có được một kiểu tóc ướt tuyệt đẹp. Cho gelatin vào nước nóng. Trộn đều để có loại gel tóc hoàn toàn tự nhiên. Nhúng ngón tay vào gel tóc và xoa nó lên tóc ướt để tạo tóc uốn sóng. Uốn tay theo lọn tóc cong để tăng độ sóng cho tóc. Sẽ mất vài phút để làm kiểu tóc này. Nhìn đáng yêu mà cũng hợp thời. Làm thế nào để tóc xoăn thật nhanh? Dùng máy là tóc, nó không chỉ làm tóc bạn suôn thẳng mà còn làm tóc uốn được. Như thế nào? Đơn giản, cho một phần tóc vào giữa máy là, trượt nó xuống và theo hướng ra xa khuôn mặt. Cách này tạo ra kiểu tóc buông lơi nhưng vẫn đẹp. Đây là xu hướng tóc trong mùa năm nay. Tóc mai buộc lệch là tùy chọn nhưng cũng vẫn phong cách. Túm tóc mai lại và nghịch. Cố định lại bằng ghim tăm. Tóc
mai sẽ không rủ xuống mắt mà kiểu tóc vẫn trông duyên dáng. Chọn lấy một hình tượng mà bạn muốn thử trong bữa tiệc sắp tới, sẽ là một nữ hoàng kỳ lân, kiểu tóc bánh ngọt hoặc tóc nhuộm màu. Bình luận xem bạn thích ý tưởng nào nhất. Đăng ký kênh, thả nút thích và nhấn chuông để biết được thêm những bí quyết làm đẹp mới sớm nhất.